chào các bạn, mình tên là Như Ngân, mình đang học lớp 12 tại trường Việt Mỹ. Mình vừa có visa Canada và mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Qua Canada mình sẽ ở homestay, mình sẽ học chương trình lớp 12 tại trường UMC ở Toronto. Lý do mình chọn Canada là tại vì ở Canada thì có rất là nhiều chương trình học và có thể dễ dàng để mình chọn được một ngành phù hợp cho mình. Và ở Canada thì có nền giáo dục rất là tốt. Trong quá trình mình làm hồ sơ thì công ty du học Tân Đại Dương đã giúp mình làm hồ sơ rất là nhanh và dễ dàng. Đặc biệt là chị Quế Hương, chị lúc nào cũng bổ sung hồ sơ cho mình những lúc mà mình bị thiếu hồ sơ. Sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài bí quyết để có được visa Canada. Thì đầu tiên thì các bạn phải có một cái bảng điểm ở Việt Nam rất là tốt, để qua đó thì người ta sẽ có được nhiều trường nhận và các bạn sẽ được học tốt hơn, phải học tiếng Anh tốt để qua đó thì có thể dễ dàng giao tiếp và đi học mà dễ tiếp thu bài hơn. Và đặc biệt là nếu mà đi theo dạng chứng minh tài chính thì các bạn cần phải chứng minh rõ ràng tài chính của gia đình. Xin chào và chúc các bạn sẽ được may mắn và có được tấm vé du học Canada.